Dạ, rất vui là được gặp quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang đi trên cây cầu Cần Đăng. Sẽ đến nhà của chị Huệ. Rồi bây giờ xuống dưới nha quý cô chú anh chị. Chào cô Út miền Tây. Cô Út miền Tây áo mới Cà Mau. Cầu ca ăn câu coi, ca ăn câu lâu rồi. Người ta khen ca hay nè. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Đâu ăn đồ Việt Nam. Cà Mau. Nhìn đây. Yeah, thì đây nói. Rồi cho luôn nhiêu thôi. Anh Nguyễn. Ông cũng muốn hàng đó. Anh Nguyễn thì hết nói rồi. Dạ, muốn ăn lắm em, chứ phải như gặp lại ca chị Út Nga rất là vui. Út Nga Thắm cũng cười quá. Thắm cười quá trời. Ừ, thắm tươi nè. Bữa nay thắm tươi quá nè. Đi ra ngồi chơi hả Thắm? Dạ. Đây mát ha. Mát không? Với da cầu. Mát ha. Chị Huệ mát không? Mát luôn. Chị Huệ mới lội đồng lên nè quý vị. Út Nga hiện giờ làm gì vậy chị? Dạ, ở bển đưa nhỏ con gái đi học chưa có đi bán được, không có xe không có gì không. Sáng giờ kiếm cô Út quá trời. Bữa chị, không có điện, số điện nè. Dạ. Lâu quá rồi em không có kiếm được cái số điện thoại chị. Dạ. Chị Út miền Tây mà mấy em đi kiếm Cà Mau chứ sớm giờ. Ta kiếm ở An Giang không kiếm đi kiếm Cà Mau. Bởi vì đó gì đi đặt lộn giờ, đặt lộn vé xe. Nó nhỏ nhỏ thôi. Ủa bữa nay bạn mua đồ cũng nổi lắm nha. Đúng rồi nổi. Thấy dễ thương quá trời luôn. Đây mà kiếm mấy nấy ở ngoài bển giờ quá. Dạ. Vậy ha. Vậy là mấy anh này nằm võng đâu thấy đâu. Em đi không, em đi nãy giờ công việc. Vậy hả? Dạ. Tao đi công việc nữa mà. Tức là em đi em kiếm chị ở Cà Mau á. Vậy hả? Đi kiếm Cà Mau á chị, lạc cái xe về An Giang. Dạ. Có kiếm chị Út mà. Nói chuyện vui vẻ hơn mọi người. Dạ. Thấy chị Hoài ngồi thì trời. Ngồi trên đất luôn hả vậy chị? Dép. Có dép thiệt không nha? Có dép. Đây, hai mẹ con ra bóng cây ngồi ha. Rồi sao nè Thắm, chú Vinh hỏi nè, hôm qua nó hộp yến Mạnh Thường Quân cho mấy hộp đó, ăn hết chưa? Ăn mấy hộp rồi? Mới ăn có hũ à? À, mới ăn có hũ rồi chứ sao hết hộp rồi. Sao ăn hết nổi? Em mới mua vàng hộp ở trên á. Qua nè ăn. Vậy ha, rồi chị Huệ có ăn ké không? Không à, không à. Không, hỏi thử thôi. Hỏi thử không? Em là người mẹ thì cho em con ăn chứ. Con à, hỏi Thắm kìa, mẹ có cho mẹ ăn không? Đúng rồi đó. Không, đó không. Sao vậy, sao cho mẹ ăn? Ủa mời đi khám bệnh nhất à. Đúng rồi. Bị tim là... Tim á, khám ở đâu? Khám ở trong tim. Tim mạch không? Ừ, đúng rồi. Khám tim mạch An Giang. Đúng rồi, thì bạn ăn giang. Khám nữa đó. Dạ. Tại vì tim hơi yếu nè, cho nên đi khám. Ờ đúng rồi. Ờ bữa nay nè nghe, Thắm ăn gió đâu nè nghe. Cái đi lấy thuốc thường xuyên cho nó uống hết không à. Bữa nay Thắm mang giớ giới nè. Đúng rồi, mang áo tay dài, mặc áo tay dài nữa nè. Áo tay dài, mang giớ đồ đầy đủ nè. Đẹp gái luôn rồi đó. Đó, vậy đó Thắm. Mà ông giác hay còn ra, anh bảo chị em ăn bướm ra. Út, không chịu hả? Trời ơi. Khó chịu nhưng mà gắn đi Thắm. Mới có nửa tháng gì? Nửa tháng rồi. Mới nửa tháng gì? Hơi sạch. Hôm qua có đi khám bệnh không? Thắm ở dưới bệnh viện đó không? Không có đi luôn. Sớm đi chạy. Năm già chịu có ra đây chơi thường thường không chị? Mấy nhau. Có mới qua hôm qua đưa nhỏ con trai đi giữ dịch mướn trên kinh này nè. Dạ. Dạ. Mấy đi khám mà bà cái Thắm mua hỏi. Khám mà giữ dịch mướn ha. Dạ. Đang giữ trên đồng này nè. Là nhiêu tuổi rồi chị? 16 tuổi rồi. 16 tuổi. Nhờ được hen. Dạ. Tiền tháng được nhiêu? Được 3 triệu. Tháng 3 triệu. Dạ. Ngàn trăm ngàn ha. Dạ. Cũng có công ăn việc làm. Thôi là gán làm đi con ơi, mẹ đi mua kiếm mua chiếc xe mẹ đi bán số ở không hoài tiền đâu xài. Kiếm xe về chị tay ga hay gì? Xe bẹo bẹo chỉ hoa chỉ quạt. Xe Honda ha. Honda ha. Đúng
rồi. Dạ. Xe cũ người ta. Dạ. Nếu chị mua Honda là chị phải thi bằng lái rồi. Trời ơi, chạy vòng vòng ở Cồn ai bắt mà chạy bắt vòng vòng ở Cồn á, đâu có chạy qua đây đâu. À. Dạ. Mua xe cũ kỹ rồi ha. Dạ, cũ kỹ á, đừng có tiền có xe đừng đi tới đi luôn, đúng đi rồi. Chậm đi kia đi lấy dạo á. Đi xe đạp không được không? Xe đạp được mà sợ cân nặng của tôi nó chịu không nổi. Là sợ chiếc xe đạp chịu không nổi mà ơi. Mập quá, mập xe gì nổi. Ừ, chết bà giờ. Đừng có nói mập, bà phải nói bự con. Mình đúng rồi, mình phải nói là bẩm mỉm. Dạ, người ta hơi tròn thôi. Hơi tròn thôi. Thôi. Ê, bà như tôi được không? Thôi thôi, tôi giá rồi đi không nổi tao. Ừ. Đó nó ốm gì gan thắng vậy nè. Dạ. Có chồng vậy? Có chồng có phát tướng ha. Ừ. Đúng rồi. Có chồng cái đổi khác liền ha. Dạ là liền. Thắm kìa, sao ngồi một cậu gì thắm. Tôi mấy nhỏ tôi chứ những ba chị nhượng nữa. Rồi bỏ qua đi chuyện ơi. Cũ thì bỏ qua. Để không có nói đợt mua cái bình đựng bình cá. À. Nói thôi đi biết sự. Trời ơi thôi. Bỏ qua đi. Tội lắm. Bỏ đây chị. Để mày giống như không mãi lương mày tao. Mày... Trời. Thôi mình vợ chồng với nhau mà có gì cái Dũng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau ha. Dũng muốn nói gì thôi chứ chứ sao bỏ chị được. Bây giờ, bữa nay yêu cầu chị Huệ ca một bài ca cho vui nhà vui cửa em thôi. Ca với ca giờ em ca ngủ. Chị Huệ không có biết ca đâu, bây giờ cô Út ca rồi chị Huệ là múa. Kéo áo xuống rồi. Trước kìa trước ngực á. Chị Huệ chỉ biết vũ đòn vũ đạo thôi, múa thôi. Thấm thì ngồi cổ vũ giơ tay lên. Dạ. Dạ. Biết làm gì không, không biết gì chơi đó. Chứ tao biết hôn sao mà tao vũ múa thôi. Ừ. Rồi bữa nay Thấm có đâu bông nữa ta. Bởi vậy nó lấp la lấp lánh, lấp la lấp lánh. Là con phải dưỡng cho hết, cho khỏe lại, múa hay không. Chứ đừng có múa lung tung nha. Thấy khỏe khỏe, cái nhảy múa ca hát là mệt lắm đó. Ừ, nhảy đâu. Rồi sáng giờ cho mấy đàn em ở sau lưng ăn chưa, ăn xúc xích chưa Thấm? Thôi, cái đó là gì, ăn cơm sườn. Ăn gì? Cơm sườn á. Rồi, ngon vậy? Đã ha. Thấm làm dư á thì... Bữa nào mua 20 ngàn, chia ra cho 3 người, hai con mèo, hai con chó. À, là mua 20 ngàn chia ra cho 3 người, con. 4 con. 4 con. Mà ăn 2 niên dung. Vậy ha. Chung nha. Mèo nó ăn đâu được nhiêu đâu, ăn có tí tí xíu à, mèo nó ăn tí xíu à. Chị Huệ chí do động vật như là thằng luôn. À, chị Huệ nó là mua đồ ăn sáng 20 ngày chia 3 thằng. Mình tưởng thằng nào bốn á? 4 thằng, thằng ra 4 thằng mà chia 2 người ra 3 thằng. Đây qua nhà chứ miền Tây sao không? 1 tiếng đồng hồ đó, tự chị em này điện là chạy riết qua mượn xe người ta kìa. Trời ơi, thấy thương vậy. Ờ. Mới nãy là điện 10 giờ mấy, 10 giờ 1 phút phải không? Qua đây tới 11 giờ. 10 giờ 1 phút. Mình tiếng ha. Tiếng phải không? Ờ, tiếng á. Chị chậm á. Đúng rồi. Vậy chứ đường xe dữ lắm, chạy chậm nha chắc ăn. Dạ, đâu dám chạy nha. Thật ra thì hôm nay á, em kiếm chị sớm giờ dạ, á, dạ. Kiếm có được. Dạ. Rồi em mới nhớ lại là chị cần điện cho em. Rồi dạ. Các em lục lại số điện thoại. Em kiếm chị qua đây á, là tại vì có Mạnh Thường Quân gửi dạ. Cho chị một ít tiền để dạ. Giúp cho chị trang trải cuộc sống dạ. Tại vì Mạnh Thường Quân thấy là thấy thương chị lúc mà Thấm đau bệnh đó thì chị tiếp giúp á dạ. Cho nên là Mạnh Thường Quân thương số dạ. Tiền này là của cô Nghĩa ở nước ngoài dạ. Gửi dạ. Cho chị để giúp chị trang trải cuộc sống dạ. Thì chị nói là cảm có ơn. Vốn để mà đi vé số đó dạ. Em mong là cái số tiền này sẽ đủ để cho chị đi mua vé số nha dạ dạ. Thì sẵn đây thì em cũng sẽ gửi cho chị cái số tiền luôn á. Còn Thấm buồn luôn kìa, không nhìn. Thấm buồn luôn rồi kìa chị ơi. Không cho quay. Chỗ đó là không cho quay. Rồi rồi rồi, xong luôn rồi. Khoan cho Thấm coi trả lời sao nè, sao con. Trời ơi, pha nó một rồi, ra Thấm ơi, Thấm ơi. Pha nó một trời luôn rồi kìa. À thì rồi. Thay mặt cô Nghĩa gửi cho chị 1,5 triệu. Dạ. Chị đếm lại giùm em cái. À, đếm đi. Đếm lại coi đủ không nha. Mình đi cho tôi nha. Dạ đủ 1,5 triệu. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái chị gì? Cô Nghĩa. Cô Nghĩa ngoài nước ngoài đã hỗ trợ về lấy số bán. À, có nghĩa là 1,5 triệu là chị muốn lấy số thì bán tiếp ha. Dạ. Có nghĩa gửi cái phần quà này chỉ là trùng hợp ha, trùng dạ, hợp dạ. Chị không có tiền để mà dạ, lấy số. Tại vì hổng ngại tính đi bán mà không có xe nè.
rồi nó ngay không có vốn nữa, tại vì bữa hổm bệnh đó rồi hết vốn. Dạ. Ừ. Cũng rất là đúng lúc ha. Dạ, cảm ơn cô Nghĩa ở nước ngoài. Thì cũng thay mặt chị Út một lần nữa cảm ơn cô Nghĩa đã gửi cho chị cái phần quà này. Dạ, cảm ơn. Tuy là nó cũng không phải là quá nhiều nhưng mà đây là tình yêu thương của cô Nghĩa gửi cho mình nha. Dạ. Sao Thắm? Sao ngồi kỳ vậy Thắm? Sao ngồi kỳ vậy Thắm? Vui không? Tặng cho cô Út bao nhiêu nè. Nuôi mày mày bữa hổm nói cho tiền đó. Cho cô ai nhiêu? Này cho cô tìm đây. Nè, lấy cái điện thoại ha. Không biết nói nhưng mà thấy cưng ha. À, có rủ cốt chia không Thắng? Chia không, chia không. Rủ chia không? Không. Kêu lấy ra lấy điện thoại không cho mà chia hả? Cơm nè. Chia ha. Chia không? Chia. Thôi giờ, bây giờ đưa 1.000.000 này lấy kia đó bông. Không. Không. Tôi như bà chứ không không. Không có già luôn đó. Chưa đi quay nữa nha. Nhìn thấy được. Rồi rồi. Quay cho đi. Quay đi. Cho đi, cho đi. Mày sao nói cho đi nói ngang vậy hả? Nói sao nói tôi nghe coi. Đó. Lấy bà ngoại ơi cho chú quay con cho tiền con ủng hộ con không mình nhờ con bệnh. Nói nó không nghe gì đâu. Nói nghe mà đi nói phải được. Mẹ ơi, để cho chú quay cho con tiền con đang gì bệnh. Dạ. Cần cái cần dạ, cầu với bạn cái. Cười đi bả chúng số. Bà ngoại giờ kêu á. Cười kìa đó, đó nó cười mắc cỡ lấy tay che miệng nữa kìa. Nó ghé tay che miệng nữa kìa. Kìa nó mua về. Cái này ra dáng thiếu nữ ghê không? Mấy trăm anh năm. Được hả? Rồi cảm giác sao chú? Bữa nay cảm giác rất là mừng luôn. Đừng về bán số trang trải về cuộc sống đi nuôi nhỏ con gái đang còn đi học. Ủa mà 1.500.000 là lấy bao nhiêu chị? Mấy trăm vé. Trăm vé. Cộng kia mình để mình không còn thân ha. Dạ, nó mua chiếc xe, tính mua chiếc xe đạp quá. Xong ra mắc quá giờ mua xe đạp chạy. Dạ. Mua xe đạp, mua xe cứng cứng nha chị. Bự á. Dạ. Vừa nãy chị nói đó. Tay hoài. Không em thật là chị nói nãy đó sợ chiếc xe nó chịu không nổi cho nên. Xin xin cái xe cậu năm đó kìa. Xe tôi còn mềm rồi. Xe để chị Huệ với anh Dũng chở anh Thắm đi định đi chùa đó. Dạ, chở anh Thắm. Trời ơi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý cô chú. Cảm ơn Lo Na Vinh. Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Rồi. Cảm ơn chị Mai. À, chào cô Út nha, chào. Chào. Thắm chào cái coi Thắm, chào cái coi. Trời ơi. Kệ lại chị Mai rồi.